Mới đây, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên lần đầu tiên cấp cứu điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt do tự uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân 19 tuổi, ngụ tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắc, mang thai lần đầu, khoảng 15 tuần tuổi nhưng không đi khám thai. Bệnh nhân vào với một cái tình trạng mất máu nhiều, mặt nhăn nhỏ khó bắt và khó thở nhẹ, huyết áp thì không đo được. thì chúng tôi tiến hành hồi sức, cho thở oxy thì xử lý cấp cứu là bằng cách là là gấp cái, cái cái khối thai đang xảy thập thọ ở cổ tử cung để cầm máu. Đối với trường hợp này mà không được uh, cấp cứu xử lý kịp thời thì sẽ có nguy cơ đe dọa tử vong. Bệnh nhân đã tự lên mạng tìm hiểu thông tin và đặt mua thuốc phá thai tại nhà, gồm 4 viên misoprostol uống một lần và dẫn đến sự cố. Theo bác sĩ sản khoa, bản chất thuốc này có tác dụng điều trị chính là phim dạ dày tá tràng. Tác dụng phụ là làm mềm và mở cổ tử cung, gây cơn gò tử cung. Việc chỉ dùng thuốc misoprotone để đình chỉ thai ngán là hoàn toàn sai cách, nhất là trong trường hợp thai đã quá 7 tuần tuổi. Các bạn là những người là không có chuyên môn, đọc nhiều trên đó cũng không 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 thể xác định được đâu là cái phương pháp đúng, đâu là thuốc đúng. Rồi với cái tuổi thai này thì sẽ phải sử dụng phương pháp nào thì tôi khuyên các bạn thứ nhất nếu mà có vấn đề gì về thai nghén thì nên chọn đến một cái phòng khám chuyên khoa hoặc vào bệnh viện có chuyên khoa sản để được thăm khám và tư vấn và được xử lý kịp thời và đúng pháp đồ đúng hướng dẫn việc tự ý lên mạng tìm hiểu và sử dụng thuốc phá thai có thể sai hướng điều trị gây chảy máu băng huyết ồ ạt nếu không được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong